chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương mình đốn cái cây thốt nốt này gần nhà nha các bạn. Cái nhà đó chắc cái nhà nuôi gà gì các bạn, có gà lứ nè, gà trong cái chuồng lứ đó. Chú mình bắt đầu leo lên nha. Ừ, cây tre một rồi đó, tre bị đốt. Ừ, giờ này tối rồi các bạn ơi, cái máy mình nó hết cái độ sáng rồi. Các bạn xem thông cảm cho mình nghe các bạn. Tối nó mờ mờ sao á các bạn ơi. Rồi chúng mình leo lên tới đó thắt dây an toàn ngang đó rồi, chuẩn bị kéo máy cưa lên nha các bạn. Dạ. Rồi chúng mình tuôn mấy cái lá khô xuống đó các bạn ơi. Chú xây qua bên đây luôn rồi. Giờ này 5:30 rồi các bạn, gần 6 giờ rồi. Tạo một quá, nếm vô cái thôi mạnh tay một tí nó bay qua bên cái nhà luôn. Rồi chúng mình bườn lên đọt luôn cái gì đây, lên đọt luôn rồi các bạn ơi. Ở dưới đây có cây mít nè các bạn, người mai nữa nha. Ở đó có cái nhà nữa nha các bạn, bên đây cái nhà nữa nè. Em nhỏ đó cuộc cái máy cưa G370 á. Chú mình đứng tút ở trên đó nha, rất là cao luôn các bạn ơi. Cái cây này mới ra trái nha các bạn. Mở ra đây cho ông rút con dây lên đi. Chú mình quấn con dây bỏ xuống nha các bạn. Con dây đó dướng lá thốt nốt rồi. Đó, chú rút cái con dây lên tuốt trên nè. Đang rút nè các bạn. Con dây này cũng khá là dài nha. Em nhỏ này cuột cái máy lại nha. Máy cuột cái máy kiểu kia rút lên nó dính đó các bạn. Bây giờ cuột máy lại nha. Rồi đã cuột xong rồi đó các bạn ơi. Rồi cây này chú mình không có chặt tàu các bạn. Mình thấy chú mình ở đó di chuyển rồi kìa. Di chuyển xuống dưới nha các bạn. Rất là khó leo khó nếm các bạn ơi. Leo như cây thốt nốt này bắt mình leo là mình thua các bạn ơi, không có biết leo cây này. Cây dừa mình leo được chứ cây thốt nốt này mình leo không được. Cô chú anh chị nào mà thấy chú mình leo hay thì hãy cho mình xin một ngón tay một lượt đăng ký luôn nha. Họ chú thắt dây an toàn rồi đó. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to gì đó có cưa hạ đó thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú mình để ở dưới đường link mô tả video á các cô chú anh chị. Chú đứng đó kéo cái máy cưa lên các bạn, cái máy cưa đây nè. Máy cưa lên đó các bạn ơi. Rồi lên tới rồi. Nói chung ở cây này cũng không có được cao gì mấy nha các bạn, cỡ khoảng 8 mét nha. Tính lên trên đọt chắc cỡ khoảng 10, 11, 12 mét đó các bạn. Rồi, bắt đầu giật máy cưa nè các bạn. Sát vô nhà, dướng cái lá thốt nốt rồi. Ừ, gịch ra. Bung ra luôn, đi ra luôn.
Rồi em nhỏ kia gịch cái gông dây cho cái đọt nó bay ra ngoài nha các bạn. Chú mình chuẩn bị giật máy cưa nè các bạn ơi. Cây thốt nốt này non nó dính cưa các bạn. Đừng có gịch quá. Rồi bắt đầu chú lùa ngang cho nó ngã luôn nè các bạn ơi. Có cái đọt cái tàn khủng lồ luôn nha. Cái đầu ngã đó bạn ơi, mình thấy nó siêu đó, ngã đó bạn ơi. Ngã đó bạn, ngã. Đúng dưới này nghe một cái hình luôn các bạn, mát trời ông địa luôn. Đó, chú mình đứng ở trên kia kìa. Dùng cung dây lên. Dạ, chú mình cột cái máy cưa để thả xuống nha các bạn. Đó, bây giờ chú mình máng máy cưa vô à. Không có cục máy cưa luôn mà máng vô dây đai đi xuống luôn. Trùng ra mình quay hơi rung rồi, tại giờ này đói rồi các bạn, từ trưa giờ nha, từ sáng giờ các bạn ăn được có ổ bánh mì rồi các bạn ơi. Đi làm cưa cây này đâu có gì đâu ăn, ăn bánh mì đỡ không à. Cái chiều về mới ăn cơm. Giờ này đói có rung bạn thông cảm nha. Bạn chú giờ đổi máy khác nha các bạn. Mở dây đài ra luôn, đổi máy khác. Chúng mình làm cái góc luôn nha các bạn.
nữa. Được rồi, rồi khỏi đi, nếm vậy nha. Đầu lùa ngang chó ngã nè bạn ơi. Dính cơ ơi, gãy mạnh ơi. Rồi, dính rồi. Cây thúc nốt già chắc là già luôn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo. Bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Giờ mình rất là đói bụng rồi các bạn.